Xin chào các bạn. Tỉnh bang Manitoba là một trong ba tỉnh bang lớn tại Canada với khoảng 1,5 triệu người sinh sống và là nơi hội tụ của rất nhiều nền văn hóa trên thế giới, đặc biệt là những người có nguồn gốc từ Anh. Thì tỉnh bang Manitoba cũng là nơi tập hợp của khá nhiều những trường cao đẳng và đại học lớn và uy tín tại Canada. Trong số đó phải kể đến trường đại học Manitoba là một ngôi trường đại học đầu tiên và lớn nhất tại phía Tây Canada. Trường được thành lập vào năm 1877 tại Winnipeg, tỉnh bang Manitoba, thành phố Brandon, Canada. Và trường cung cấp hàng trăm chuyên ngành từ đại học cho đến tiến sĩ và luôn tạo cơ hội học tập, làm việc cũng như là định cư tại Canada cho các học sinh quốc tế. Thì để giúp các bạn hiểu rõ hơn về đại học Manitoba thì Tân Đại Dương sẽ trình bày các vấn đề liên quan đến trường nhé. Đại học Manitoba, University of Manitoba, được thành lập vào năm 1877, là trường đại học đầu tiên ở vùng Tây Canada, nằm trong trung tâm thành phố Winnipeg. Thì Đại học Manitoba nổi tiếng về đào tạo kế toán, kinh tế, tiếng Anh, lịch sử, tâm lý, kỹ thuật. Trường hiện có hơn 24.000 sinh viên và 10% trong số đó là sinh viên quốc tế đến từ 90 nước khác nhau trên thế giới. Trong khuôn viên rộng gần 274 hecta của trường thì các bạn sinh viên có thể học tập và thỏa sức tham gia nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao cũng như sinh hoạt tại các ký túc xá tiện nghi hạng nhất. Với hơn 100 nhóm sinh viên và các câu lạc bộ vui chơi giải trí thì cơ hội việc làm co-op, chương trình trao đổi du lịch và các dự án phục vụ cộng đồng trong và ngoài nước, trường Đại học Manitoba cung cấp cho bạn nhiều cách để kết nối, phát triển kỹ năng lãnh đạo và mở rộng nhận thức và hiểu biết của bạn về thế giới. Với đội ngũ giáo viên chất lượng cao, trang thiết bị hiện đại và các dịch vụ hỗ trợ tốt nhất thì sinh viên sẽ được sống trong một môi trường học tập lý tưởng. Đại học Manitoba cũng là một tổ chức của Hội đồng Giáo dục nên denominational được chính phủ Canada bảo trợ và là một thành viên của Hiệp hội các trường đại học khối thịnh vượng chung và của Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng ở Bắc Mỹ. Trường có mức học phí thấp hơn hẳn các trường khác tại Canada cộng với phí sinh hoạt thấp là sự lựa chọn của đông đảo sinh viên quốc tế. Thì Đại học Manitoba luôn có các suất học bổng hấp dẫn dành cho sinh viên quốc tế có học lực khá. Đó là cách mà trường lựa chọn để thu hút được nhiều nhân tài hơn. Và đó cũng là cơ hội cho các em trở thành sinh viên của trường và được đào tạo trong một môi trường giáo dục chuyên nghiệp và chất lượng. Ở Canada thì ngành kỹ sư sinh học được chú trọng phát triển bởi nó có ý nghĩa lớn đối với đời sống con người, được chính phủ ưu tiên đầu tư rất lớn cho những nghiên cứu và những kế hoạch mang tính ứng dụng cao. Do đó mà cơ hội dành cho các cử nhân và thạc sĩ tốt nghiệp tại trường Đại học Manitoba là rất lớn. Khi các bạn học thạc sĩ tại Canada thì sinh viên có cơ hội trải nghiệm và con đường tương lai rộng mở bao gồm cả các công ty nước ngoài và doanh nghiệp trong nước. Thì bạn sẽ được trang bị đầy đủ các kiến thức về công nghệ mới, đồng thời được tiếp xúc với những trang thiết bị hiện đại tiên tiến bằng cấp có giá trị quốc tế, do đó bạn có thể làm việc tại bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Cơ hội nghề nghiệp trong ngành đều rất mở rộng nên bạn không phải lo lắng về bất kỳ vấn đề nào nếu có bằng cấp tại quốc gia có chất lượng đào tạo bậc nhất này. Thì thông tin về chương trình thạc sĩ tại Đại học Manitoba, phí ghi danh là 100 đô Canada và kỳ nhập học thường rơi vào tháng 1 và tháng 9. Hạn đăng ký phải trước kỳ nhập học là 6 tháng. Và thời gian học thường kéo dài từ 12 đến 18 tháng. Và học phí thì khoảng 10.240 đô Canada dành cho năm đầu. Lưu ý là một số nhóm ngành sau sẽ có mức học phí khác. Thứ nhất là thạc sĩ chuyên về nha khoa thì học phí sẽ dao động từ 27.554 đô Canada cho đến 71.006 đô Canada một năm. Và thứ hai là thạc sĩ tài chính, học phí sẽ dao động từ 30.585 đô Canada cho năm đầu. Và thứ ba là thạc sĩ khoa học di truyền học, học phí sẽ từ 19.985 đô Canada cho năm đầu. Và thời gian đào tạo thạc sĩ thì sẽ từ 12 đến 18 tháng hoặc 18 đến 24 tháng. Các bạn có thể liên hệ 028-3848-4879 hoặc 028-3838-2080 để cập nhật chi phí cho năm thứ 2 trở đi. Và yêu cầu đầu vào cho khóa thạc sĩ thì bạn ít nhất phải đạt được tối thiểu IELTS là 6.5 và không có kỹ năng nào dưới 6 chấm. Một số ngành sẽ yêu cầu IELTS từ 7 chấm. Và đối với thạc sĩ tài chính thì cần có GPA 3.5 trên 4 chấm. Và các bạn phải có hai thư giới thiệu từ người hiểu rõ năng lực học tập và thường là từ hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm tại trường của bạn. Thứ tư là CV và thứ năm là không yêu cầu kinh nghiệm làm việc. Thì hầu hết các trường cao đẳng đại học tại Canada đều có chương trình tiếng Anh dành cho sinh viên quốc tế, giúp cho các bạn đạt đủ điều kiện tiếng Anh và sau đó sẽ chuyển tiếp thẳng vào chương trình học mong muốn. Thì chương trình
Intensive English Program IEP tại Đại học Manitoba với phí ghi danh là 300 đô Canada và khai giảng vào mỗi tháng, gồm có 7 cấp độ từ bắt đầu cho đến nâng cao, thì học phí là 1.250 đô Canada một tháng, gồm phí sử dụng thư viện, vi tính, thẻ sinh viên và phương tiện trong campus của Đại học Manitoba. Và sinh viên sẽ phải làm bài test để xếp lớp phù hợp trước khi vào học. Và lợi ích khi học Intensive English Program tại Đại học Manitoba là gì? Là các bạn có thể tham gia vào cộng đồng trường của Đại học Manitoba, nhận được sự chào đón thân thiện và chăm sóc của nhân viên, giáo viên của trường, học tiếng Anh trong một môi trường học tập chất lượng cao, tham gia nhiều nhóm sinh viên và câu lạc bộ thể thao, kết hợp việc học tiếng Anh với các khóa đại học Remaster, sử dụng các dịch vụ của trường như thư viện và phòng máy vi tính, và khám phá cảnh quan rộng lớn của Manitoba. Canada là đất nước dân quyền bình đẳng và hòa bình, nơi luôn được liệt kê vào một trong những quốc gia đáng sống nhất trên thế giới. Thì theo kết quả khảo sát mỗi năm của Liên Hợp Quốc đánh giá về chất lượng cuộc sống tại 174 quốc gia, thì Canada là một trong ba nơi có điều kiện sống tốt nhất trên thế giới. Nhiều thành phố lớn nơi đây với môi trường năng động, an ninh được bảo đảm và môi trường trong lành là điểm đến mơ ước để sinh sống và làm việc của thế hệ trẻ đương đại. Vì vậy mà các bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi du học tại Canada. Thì trường Đại học Manitoba có hai loại hình nhà ở offer cho sinh viên như sau. Nếu các bạn không có người thân tại Canada thì các bạn có thể lựa chọn homestay ở với gia đình người bản xứ. Thì ưu điểm của homestay là gia đình người bản xứ thường có cha mẹ hoặc các thành viên trong gia đình đang làm việc hoặc học tại trường Đại học Manitoba. Điều này sẽ giúp cho các bạn có cơ hội trải nghiệm môi trường học tập và chia sẻ nền văn hóa, cũng như cảm nhận được sự ấm cúng trong tình yêu thương của gia đình và tránh được sốc văn hóa. Và ở cùng với gia đình người bản xứ thì sẽ giúp cho vốn tiếng Anh và khả năng giao tiếp trôi chảy và giống với người bản địa hơn. Sinh viên được đăng ký tạm trú tại Canada, việc này chắc chắn sẽ đảm bảo an toàn hơn cho bạn hơn là bạn sống ở bên ngoài. Với hình thức homestay thì học sinh không chỉ ở mà còn có thể ăn uống và được khuyến khích tham gia vào các hoạt động cùng với gia đình của chủ nhà. Các trường Canada đều có thể sắp xếp du học sinh và những gia đình phù hợp với sở thích khi được yêu cầu. Nếu sinh viên có vấn đề về nơi sống đều có thể dễ dàng xin chuyển chỗ. Thì đối với chi phí thì phí đăng ký cho homestay là 150 đô Canada và phí quản lý là 200 đô Canada chỉ dành cho sinh viên đăng ký homestay lần đầu và chỉ đóng một lần duy nhất. Và phí homestay là 700 đô Canada một tháng. Thứ hai là bạn có thể chọn campus living, nghĩa là ký túc xá, bạn có thể sống ngay trong campus của trường. Về ưu điểm thì các túc xá của trường thường trang bị khá đầy đủ với nhà bếp, phòng tắm, phòng giặt ủi, khu học tập và internet chất lượng cao để sử dụng chung, gồm sinh viên bản xứ và sinh viên quốc tế đến từ các nước và có quản lý ký túc xá thường trực 24/7. Và chi phí thì về phí đăng ký là 50 đô Canada dành cho sinh viên đăng ký ở từ tháng 9 cho đến tháng 4 và phí đăng ký 105 đô Canada dành cho sinh viên ở từ tháng 1 đến tháng 12 bao gồm các ngày nghỉ lễ. Và trước khi ở ký túc xá thì bạn phải đặt cọc 1.000 đô Canada và các khoản phí bổ sung bao gồm hợp đồng cư trú là 45 đô Canada, dành cho cao đẳng đại học là 60 đô Canada và phí lập trình RestLine là 80 đô Canada. Loại hình campus living thì sẽ phù hợp cho sinh viên có tính tự giác cao, trình độ tiếng Anh khá và đôi khi phải tự nấu nướng vì phí ký túc xá chưa bao gồm chi phí ăn uống. Muốn được phục vụ bữa ăn, các bạn sẽ phải đóng thêm phí hàng tháng. Hãy liên hệ ngay với Lại Du học Tân Đại Dương để được hỗ trợ những thông tin chi tiết cũng như vấn đề du học thạc sĩ tại Đại học Manitoba, Canada và các giấy tờ liên quan khi du học Canada tại địa chỉ sau. Chi nhánh quận 1, mặt tiền 148/1 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Số điện thoại 028-3848-4879 hoặc 01677-387-138. Hoặc các bạn có thể liên hệ với chi nhánh quận 5, số 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, số điện thoại 028-3838-2080 hoặc 01665-157-271. Hoặc các bạn có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn, tddvn.com hoặc visacanada.edu.vn. Lưu ý là Tân Đại Dương không có chi nhánh ở tại Hà Nội nhé.